address tất cả quý vị. Tại vì trong này chúng ta phải có những người người bạn của chúng ta là người Mexico, cho nên là mình phải hát nhạc Spanish. Và có những người ngoại quốc nữa, hát mình sẽ hát nhiều bản ngoại quốc nhạc Mỹ đến quý vị luôn, với lại nhạc Việt. Và sau đây, hello, xin được chào người.